Chào buổi sáng tất cả các bạn một lần nữa từ cà phê cây đào. Hey, bạn khỏe không? Rất tuyệt vời. À, chờ đã, tôi đã biết bạn thế nào rồi. Chào buổi sáng thầy AC, thầy khỏe không? Chào buổi sáng, tôi chỉ cần thêm cà phê. Ok, tất cả chúng ta đều khỏe. Mọi người ơi, những cái điều tuyệt vời đang xảy ra trên thế giới, điều tuyệt vời đó là phần tư của chương trình buổi sáng cà phê cây đào. Wow, sự phản hồi từ khắp thế nơi trên thế giới cực kỳ tốt. Rất nhiều điều chúng tôi muốn nói đến, chúng tôi đang cố giữ điều đó trong 18 phút để các bạn có thể thưởng thức bánh bột ngô nướng hoặc nước ép hoặc cơm cháo kiểu Trung Quốc. Lời khuyên cho bạn khi lấy xe là không xem chúng tôi nhưng hãy nghe chúng tôi. Đừng ăn nếu bạn đang lái xe và nhân tiện đây không nhắn tin. À, hoặc là xem chúng tôi. À, chờ một chút, đó là ý hay, chỉ lắng nghe thôi. Bất cứ thế nào chúng ta tiếp tục, bạn có thể viết những cái câu hỏi gửi đến situationa@diamondcutterinstitute.com. Mọi người nhớ nhé, tối đa 30 giây quay thẳng đứng. Hãy xem một vài người bạn tuyệt vời đã gửi cho chúng tôi từ rất nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi có thể nhận câu hỏi dài hơn 30 giây hoặc là được quay không đăng thẳng đứng. Hoặc chúng tôi không nhận những câu hỏi được viết ra. Chúng tôi thích những gì bạn viết cho chúng tôi nhưng chúng tôi không thể nhận được. Hãy nhìn này, tất cả những cái câu hỏi tuyệt vời trên khắp nơi trên thế giới. Chúng ta có Axel đến từ London đang đến. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Chúng ta có Brian Mendoza, thành phố Mexico. Đó là Saul đến từ Canada. À, Marcel rất tích cực. À, Marcel rất là giỏi. À, đây chúng ta có thêm nữa, đó là Phil Abbey. Sylvia, cô ấy đến từ Hamburg. Quên Lan from từ Singapore. Và đây là Rama. Yeah, Rama đến từ Nga. À, thực tế chúng tôi không chắc bạn đến từ đâu. Chúng tôi sẽ dịch và trả lời những cái câu hỏi tất cả các ngôn ngữ. À, dù thế nào thì chúng tôi cũng sẽ đi qua một vài câu hỏi nhanh và cố gắng trả lời những cái câu hỏi cho câu hỏi của Ota Show ngày hôm qua. Sau đó chúng ta sẽ kết thúc với điều gì đó mới mẻ và hướng đến ngày mai. Thầy Gacy, việc này thế nào? À, nó rất là tuyệt vời. Tôi đang nghĩ về câu hỏi của Uta. Tôi nghĩ rất nhiều rằng... À, chúng ta nghe lại chứ. À, hãy nghe lại. À, tôi sẽ chọn cho bạn nghe câu hỏi của Uta. Chúng ta bắt đầu ạ. Chúng ta bắt đầu, Uta. À, xin chào mọi người. Chào buổi sáng, Uta từ Berlin. Tôi có câu hỏi ngày nay. Ở những thành phố lớn và chắc chắn không chỉ Berlin, chúng ta dường như ngày càng khó khăn để tìm kiếm một không gian giá vừa phải, rộng, ánh nắng để sống và làm việc. Và sau tất cả, thầy biết đấy, niềm vui trong cuộc sống và năng suất phụ thuộc nhiều vào điều đó rất nhiều. Vậy thì hạt giống gì chúng tôi cần gieo để thấy được điều đó nhiều hơn? Cảm ơn. Câu hỏi rất là hay, câu hỏi xuất sắc. Hai. Vậy thì mọi người nghĩ về điều này như thế nào? À, để thầy Gacy nói trước. Tôi thích câu hỏi này bởi vì rất nhiều người gần đây hỏi tôi, những người bạn từ Hồng Kông, những người bạn từ Singapore, những người bạn đến từ thành phố New York, San Francisco là tệ nhất trên thế giới. Và mọi người có những cái vấn đề, nó không chỉ là họ không có nơi để ở, bạn biết đấy. Nó không chỉ là tôi cần một căn hộ hoặc là tôi cần một nơi để ở. Nó không chỉ là tôi cần một diện tích, những thứ giống như vậy. Đó là tôi không thể tìm được nơi nào giá phải chăng vừa túi tiền. Và điều thứ hai tôi thích ở câu hỏi này là tôi không thể tìm được một nơi với ánh sáng, nơi mà thật là vui vẻ khi sống. Bạn biết đấy, tôi muốn những cái nơi vậy. Tôi chỉ không muốn một cái hộp với nhiều ô vuông. Tôi có vấn đề với giá cả phải chăng, và tôi cũng muốn có chất lượng cuộc sống trong căn hộ của tôi. Tôi muốn có một căn hộ có ánh sáng và tôi muốn một nơi vui vẻ để làm việc. Bởi vì khi bạn nghĩ về điều đó, ngày càng nhiều người muốn làm việc ở nhà. Bạn biết đấy, họ không muốn mắc kẹt trong một cái hộp cả ngày và đêm. Và họ phải sống ở đó, họ nói chuyện ở đó, họ ăn ở đó và gia đình họ ở đó. Nhiều hơn nữa, nó giống như một nhà tù, nó trông giống như cái hòm và sau đó chất lượng của cuộc sống của mình sụp đổ. Bạn biết đấy, tôi đã từng tận hưởng chuyến đi ở New York. 2 tiếng đồng hồ trên xe buýt đi qua những cái trạm xăng dầu. Bạn không thấy những điều đó ngày nay, bạn có sự may mắn ở nhà. Vì vậy, theo ý kiến của tôi, đây là một cái câu hỏi.
tách biệt khi chúng ta nói về hạt giống, nói về hệ thống hạt giống. Chúng tôi gọi là các mảnh cắt, từng mảnh cắt trẻ nhỏ nhu cầu. Và tôi nghĩ cô Uta có vài mong muốn các bạn nghĩ sao về điểm này? Vâng, và cái ý đầu tiên là nơi sống cô ấy muốn, và có cả chất lượng của nơi ấy. Cô ấy muốn một nơi đẹp nè, tiện nghi nè. Theo tôi nghĩ là nơi không có ô nhiễm, tốt cho sức khỏe. Đúng không ạ? Một ý quan trọng đó là khả năng mua được nơi ấy. Vâng, khả năng mua. Vâng, vâng. Nên chúng ta cần xem xét từng các nhu cầu ấy và các hạt giống tương đồng cần gieo. Và như vậy thì chúng ta cần sẽ xem xét từng loại hạt giống cho từng nhu cầu ấy. Đúng rồi. Chúng ta sẽ xem xét từng loại hạt giống, vậy cần kế hoạch gieo hạt cho từng nhu cầu và hạt giống tương đồng. Và điều mà học viên thích đến với chương trình là nghe các thảo luận thực tế. Cái cuối cùng họ muốn là họ cần làm cái này, cái này, cái này. Tôi cũng vậy. Chúng ta hãy làm theo nhu cầu ấy. Vậy chúng ta nói về các hạt giống cơ bản cần gieo và chi tiết cụ thể về nó. Thầy có thể nói ví dụ được không ạ? Tôi có đề nghị cho hai bạn. Tôi nhớ hai bạn đã từng thuê nhà và chẳng thích thú gì điều này. Hai bạn đến hỏi tôi và chúng ta đã có một thảo luận dài thú vị về hạt giống. Nếu được hãy kể câu chuyện này và làm cách nào để có một nơi ở như ý, làm cách nào để mua được nó. Vậy chúng ta bắt đầu nói về hạt giống. Làm thế nào để có nơi ở? Ok, mà mình phải có khả năng mua được nhà. Vâng ạ, có khả năng mua. Với những ai đã từng dự các sự kiện DCI mà chưa hiểu rõ về hệ thống này, thì có thể hiểu là hệ thống DCI này dựa trên việc giúp hiểu và ứng dụng nhân quả để tạo ra cái kết quả mà bạn muốn, hay bất cứ nhu cầu khác nào cho cuộc sống của bạn. Mọi người trên thế giới đều có những cái nhu cầu riêng, tức là thế này. Làm với chủ đích để tạo ra dấu ấn ở trong tâm thức và sau này sẽ tạo ra kết quả. Em nghĩ sao, Oris? Ok, với cái việc làm cách nào để có một nơi ở, nếu chúng ta nhớ luật hạt số 1, tính tương đồng, gieo hạt gì thì bạn gặt nấy. Nếu tôi nói tôi muốn có nơi ở, tôi cần cung cấp nhà, tôi cần cung cấp nơi ở cho người nào đó có cùng nhu cầu ấy. Tức là mỗi khi tôi làm điều gì đó cho 2 hay 4 người nào đó đạt thứ họ muốn thì sau đó tôi cũng nhận được kết quả tương tự. Điều quan trọng là trải nghiệm của hai em, kể câu chuyện của hai em đã gieo thế nào. Ok, thực tế là chúng tôi đã làm hai việc để gieo cái hạt giống. Một là tự thân phụ người ta xây nhà. Tự xây nhà, dùng búa xây đấy. Anh Scott thì có khả năng về xây nhà. Xây dựng anh ta có thể làm những cái công việc như thế, chẳng hạn làm mái nhà, làm cửa, vân vân. Thiệt sự là tôi đã làm những cái tấm bọc nệm chỉnh chu từ những cái cũ thành mới. Thường thì anh ta sẽ giúp chạy những cái đường dây điện ở những cái nơi ngóc ngách, tôi thì có thể vẽ được. Thực tế thì Oris rất là nghiêm túc. Chúng tôi sống ở nơi gần sa mạc và thiếu thốn trang thiết bị. Chúng tôi chuẩn bị mọi thứ, vật tư, ngay cả việc đào đất. Và chúng tôi chỉ có thể giúp những cái việc như vậy nếu chúng tôi không có khả năng giúp tiền và ra công để giúp người khác có nơi ở. Vì vậy chúng tôi giúp những người không có tiền, nhiều tiền, không có khả năng xây nhà. Tự chúng tôi tình nguyện giúp xây nhà tình thương cho họ, hoặc chúng tôi tham gia vào nhóm tình nguyện làm việc ấy. Theo tôi thì một trong số những cái việc chúng tôi làm sẽ không phù hợp với hầu hết các bạn. Ok, nhưng mà bạn có thể nghĩ ra nhiều cách khác nữa để gieo hạt, để giúp nhiều người khác có nhà. Bạn hãy sáng tạo, tìm ra cái cách gieo hạt, đóng góp hữu ích. Ngay cả khi bạn không có nhiều tiền để sinh ra tiền, bạn vẫn có thể tìm cách giúp người khác có tiền. Và cũng không nhất thiết là bạn muốn có nhà thì đi tặng nhà hay đi xây nhà. Chẳng hạn bạn có thể sáng tạo ra trong cách giúp, như là giúp ai đó dọn nhà, giúp ổn định nơi sống, giúp bạn vẽ, giúp họ có khả năng tài chính tốt, hay đi tìm nhà giúp họ, vân vân. Nhưng tôi để ý là Uta không chỉ muốn có cái nhà, đúng không ạ? Mà cô ta còn muốn ngôi nhà ấy có môi trường xung quanh nữa thì phải. Trong thời lượng buổi này chúng ta sẽ xem xét lại từng ý tưởng trong câu hỏi của ấy. Trước tiên là hạt giống cơ bản để có nhà. Tôi nhớ ra trước đây tôi cũng có vấn đề trong việc tìm nơi phù hợp.
chúng tôi không tìm được nơi để xây trường. Và thực tế, trải nghiệm là chúng tôi đã đi tìm kiếm và cũng thấy được một nơi khá gần, thuận tiện, gần xe bus. Và chúng tôi rất thích thú vì nơi này thực sự là rất là đẹp, đẹp lắm. Nhưng lúc ấy chúng tôi thấy có người khác cũng đang tìm một chỗ như chúng tôi, và chúng tôi nhường cho họ mua. Chúng tôi đi tìm thêm một chỗ và chúng tôi mua được một nơi rất là tuyệt vời, tốt hơn rất là nhiều. Ôi, một nơi tuyệt vời không phải không? Vâng, một nơi tuyệt vời hơn, tốt hơn rất là nhiều. Nên tôi nghĩ thế này, nếu chúng ta không có khả năng hay kỹ năng xây cất nhà cho người khác thì có thể giúp họ tìm nơi ở. Vâng, giúp họ tìm nơi ở. Mà khi tìm được nơi ưng ý rồi thì đừng có vội vàng túm lấy nó, mà hãy nghĩ tới việc có thể sẵn lòng nhường cho người khác đang cần. Ồ, việc này khó thật. Vâng, khó thật. Việc nhường này khó thật. Thử hình dung, bạn tìm một căn nhà hết sức ưng ý, mọi thứ vừa khích những tiêu chuẩn của bạn, giá cả thì phù hợp, vậy mà bạn lại có thể sẵn lòng nhường cho ai đó. Ồ, wow, thiệt là bạn rất là dũng cảm. Tiếp theo câu chuyện của chúng tôi có một chút thoải mái tài chính nên cũng tiện tham gia các chương trình thiện nguyện bên ngoài. Sau khi tham gia đội tình nguyện xây nhà vài năm trước, chúng tôi đã mua một căn hộ gần đây và thực tế hạt giống đã vận hành tốt. Và bây giờ chúng tôi hy vọng tương lai gần, một ngày nào đó hay vài năm tới, chúng tôi có thể nâng cấp, bạn biết đó. Chúng tôi không chắc chắn sẽ làm gì cụ thể, nhưng chúng tôi để dành tiền và tìm vài cái cơ hội gieo hạt, và chúng tôi đã có được người bạn ở Việt Nam xây những cái căn nhà tình thương khoảng $3,500 một căn. Và vài tuần trước chúng tôi đã từ thiện căn nhà tình thương thứ hai cho người Việt Nam. Chúng tôi chỉ gửi tiền để người bạn ấy giúp xây căn nhà tình thương hoàn chỉnh trong khoảng $3,000-$4,000, một cảm giác hoan hỷ. Và chúng tôi tin rằng hạt giống này một phần nào sẽ giúp chúng tôi nâng cấp căn nhà của chúng tôi, tôi đang ở, tốt hơn nữa trong thời gian sắp tới. Có nghĩa là các bạn sở hữu căn nhà là các bạn gieo, không phải thuê. Vâng, không phải đi thuê, chúng tôi sở hữu, không phải đi thuê chứ. Không thuê ạ, bằng việc gieo hạt giúp người khác xây nhà, các bạn đã mua căn nhà. Vâng, sở hữu căn nhà. Và bây giờ bước kế tiếp, các bạn muốn nâng cấp căn nhà mình sở hữu, bạn không phải thuê và sở hữu nó nhờ vào việc giúp người khác xây nhà. Vâng, chúng tôi tìm thấy hai căn nhà ưng ý và chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi chưa sẵn sàng. Hạt chưa sẵn sàng chứ anh? Và thiệt là cũng không đành lòng bỏ đi, vậy mà chúng tôi cũng đành không mua. Nhưng lúc đó chúng tôi đã có cầu chúc cho ai đó mua được nó ưng ý ngay cả khi chúng tôi chưa mua nó được. Những điều quan trọng chúng tôi cần lưu ý bạn là không chỉ có một cách gieo hạt nhà bằng việc xây nhà cho người khác. Hãy nghĩ ra nhiều cái cách để giúp đỡ, có nhiều cái sáng tạo khác để bạn giúp đỡ họ có nơi ăn trốn ở, một cái nơi trú ngụ. Và như vậy cũng là đang gieo hạt, ngay cả cái động cơ tâm ý giúp người khác cũng là sự gieo hạt. Phát tâm giúp họ có được thứ họ cần thì bạn cũng sẽ có thứ bạn muốn. Trong hệ thống DCI toàn cầu, chúng tôi gieo hạt dấu ấn chủ đích trong tâm thức để tạo ra kết quả, gieo hạt bằng 4 bước. Từng hạt, từng dạng hạt để đạt từng cái mục tiêu của mình. Như câu hỏi của Uta, ở nơi giá cả phải chăng, sở hữu nó, một nơi đẹp tiện nghi, ngay cả những thứ tiêu chuẩn khác nữa. Vâng, tôi nghĩ ở cái phần cuối hôm nay, theo tôi thì chúng ta sẽ nói về gieo hạt để nơi đầy đủ nắng ấm. Và bây giờ tôi muốn nói thêm một ý khác cũng rất quan trọng trong 2 phút còn lại trước khi kết thúc thời gian. Đó là hình mẫu thành công. Hai bạn thấy đấy, hai bạn có thể đã không nghĩ rằng mình đang là hình mẫu thành công. Và nhiều người có thể học hỏi, có khi cả cuộc đời họ phải ở thuê nhà, và bây giờ họ gieo hạt để có sở hữu được một căn nhà, rồi sau đó lại có thể nâng cấp nó tốt hơn nữa bằng cái cách gieo hạt giống, đúng không nào? Và có một cái cách nhanh mà để giúp hạt nảy mầm nhanh mạnh, là phải có động cơ. Và động cơ đó là đừng có chỉ muốn cho mình, đừng có chỉ muốn tập trung vào việc có nhà, có căn nhà hộ mà thôi. Nhiều người đến hỏi tôi và ông đã tìm khá lâu và đột nhiên ông có một nơi thú vị đầy nắng ấm, và ông đã làm cách nào như vậy? Theo tôi, cái động cơ ở đây là tôi muốn mọi người hiểu được
à, tôi đã làm như thế nào để có được điều ấy và họ muốn áp dụng nó, và chúng ta không ép mà họ muốn làm việc ứng dụng giao hàng. Tôi nghĩ động cơ ấy theo trí tuệ cổ xưa, động cơ này được cho là sẽ có thể giúp hạt giống nảy mầm nhanh mạnh. Đây là bí mật để hạt giống mau nảy mầm mạnh mẽ, à, là động cơ hành động tôi muốn mọi người hiểu và ứng dụng để họ sở hữu được một căn nhà. Cảm ơn thầy Gacy. À, đúng là động cơ nhanh mới là điều chính yếu, động lực đúng đắn. Nhân tiện đây, câu hỏi này của Uta cũng có trong Diamond Cutter. Nếu mà các bạn tò mò muốn tìm hiểu kỹ về câu hỏi này ngay bây giờ thì các bạn hãy vào sách Năng Đạm Kim Cương để biết thêm về nhân quả tầng sâu có liên quan tới câu hỏi này. À, tôi cũng muốn nói với các bạn một điều khác. Tôi nhớ lại đó là thời gian chúng tôi xây nhà, Oric và tôi thậm chí chúng tôi không biết nhau. À, chúng tôi biết về nhau một lần. À, chúng tôi đã kỷ niệm một ngày cưới trong một cái lều đó và là một thời gian thực sự tuyệt vời. Khi tôi ở đó, đó là một động lực mạnh mẽ. Chúng tôi thực sự có một cái niềm hy vọng rất lớn lao. À, tôi không biết, cảm giác rất là phấn khích, tràn ngập hy vọng về việc giúp đỡ mọi người xây nhà. Vì vậy chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi thực sự có cảm giác chúng tôi đã hoàn thấy được kết quả. À, giờ chúng ta đã chỉ còn có 2 phút đến 18 phút rồi. Vì vậy chúng ta nghĩ rằng đây là thời gian thông thường để chúng tôi tổng hợp lại và tiếp tục vào ngày mai. Vâng, chúng ta hãy hoãn lại. Anh biết là chúng ta đã gặp sự cố vì hôm nay có khuynh hướng chia sẻ rất là nhiều. Hãy cho tôi vài bước cụ thể mà tôi có thể thực hiện. Và làm thế nào anh có thể tóm tắt 2 đến 3 bước chính mà anh nắm được, anh có thể tự làm điều này. À, bạn muốn một căn nhà, bạn muốn có một ngôi nhà đẹp, hãy giúp ai đó tìm được ngôi nhà đẹp, làm việc, tìm kiếm nhà trực tuyến hay tìm kiếm xung quanh thị trấn, hay đến một nơi nào đó và giúp đỡ họ. Cơ bản là hãy đến giúp họ, hoặc có thể giúp họ tìm một ngôi nhà tốt, như là một cái căn hộ, như tìm kiếm công ty, giúp họ với một kế hoạch. Bất kỳ hạt giống nào mà bạn muốn giúp đỡ bất kỳ một ai đó, như tìm một nơi ăn trốn ở, thì bạn đã gieo những hạt giống. Hoặc những để cải thiện ngôi nhà, trong một vài trường hợp bạn có thể giúp họ sửa nhà, làm việc cho họ, khiến cho căn nhà nó đẹp hơn bên trong nơi họ đang sống, và đó là bạn tạo ra kết quả mà bạn mong muốn. Tôi có thể tóm lại một lần nữa, tìm một người họ đang tìm kiếm một căn hộ tuyệt vời và hãy đi tìm một căn hộ cho bạn. Khi bạn tìm thấy một căn hộ hoàn hảo cho chính mình, hãy nhường cho họ. Đó là hạt giống kim cương. Thật sự là một công việc khó đúng không? Đó là người dũng cảm. Đó là người dũng cảm. Điều đó khó hơn, chúc may mắn với điều đó. Đó là những câu hỏi rất là tuyệt vời mà tất cả mọi người trên khắp thế giới, hoặc nhiều bạn ở Hồng Kông, và làm như thế nào để tìm được một căn nhà ở Singapore hay bất kỳ nơi nào. Vì vậy bây giờ chúng tôi sẽ hoàn tất và sẵn sàng cho ngày mai. Và một người bạn của tôi ở châu Á, đặc biệt ở châu Á và hầu hết trên toàn thế giới, hiện đang đối phó với dịch bệnh virus corona. Và chúng tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng chúng tôi luôn nghĩ về các bạn, luôn nói chuyện về các bạn và luôn cầu nguyện cho các bạn. Hãy nghĩ rằng chúng tôi luôn muốn làm những gì chúng tôi có thể, và những gì người có thể làm. Vì vậy chúng tôi lấy một câu hỏi từ bạn quay lên từ Singapore và tôi sẽ chia sẻ các bạn lần này. À, chào thầy Gacy, tôi là quay lên từ Singapore. Tôi muốn hỏi về việc nhiễm virus, liệu tác dụng của hạt giống như chăm sóc sức khỏe cho một ai đó trong sân bay chẳng hạn, liệu nó có ảnh hưởng như nhau đối với mọi người, và với những cái nước có những trường hợp nghiêm trọng, chúng ta có thể làm gì hơn nữa để giúp họ? Xin cảm ơn. Ok, các bạn hiểu, có thể hiểu phần giữa không? Tại sao bạn không tóm tắt cho chúng tôi? Điều mà tôi nghe nhiều nhất đó là anh ấy đang hỏi nhiều người khác nhau thử cùng một phương pháp để khỏe mạnh hay ngăn chặn virus, và những người khác nhau nhận được kết quả khác nhau cho cùng một phương pháp. Đó thực sự là câu hỏi của anh ấy. Và rồi câu hỏi đầu tiên và câu hỏi thứ hai là tình hình đang trở nên nghiêm trọng ở một quốc gia, có cách nào để chúng ta thực sự có đặt được nhiều năng lượng hơn vào đó để chấm dứt virus hay không? Câu hỏi rất là tuyệt vời, quay lên. Cảm ơn các bạn đã gửi câu hỏi. Các bạn hãy nhớ rằng hãy gửi câu hỏi hạt giống đến seedquestion@diamondcutterinstitute.com. Gửi các video tự thu theo chiều dọc điện thoại của bạn, dài không quá 30 giây. Và chúng tôi đang thấy rất nhiều câu hỏi hay xuất hiện. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời tất cả những câu hỏi này và gửi cho các bạn. Chúng tôi rất vui buổi sáng của chúng tôi có bạn, bữa ăn sáng của chúng tôi cùng với bạn. Hy vọng các bạn có một ngày tuyệt vời và gặp lại các bạn vào ngày mai. Vâng, tạm biệt.